Rồi nó hỏi sao giờ lực con chế sao vậy, nói giờ là bác sĩ nó còn chỉ có 50% mà. Rồi cô mới té xỉu, cô xỉu một cái nữa. Là cô không còn cái gì nữa, cô biết hết trơn rồi, giờ cô đứng là cô chết đứng luôn rồi. Dạ. Rồi cô mới tỉnh lại. Khó chịu cái kiếp nạn này không cô, chứ đừng còn nghĩ. Cô nghĩ là chắc không nghe nói vậy, cô nói không ra con cô không khóc nổi. Ừ. Cái vết thương nặng quá mà. Chứ có một đứa con trai một, còn đứa cháu thôi vậy nó mà không đau lòng. Dạ. Chết lên chết xuống. Bữa đó là đằng đám của anh Út, cái đắng nói trời ơi, thật sự con đứng con không cầm được nước mắt luôn con. À, con mình vậy thằng em mình nó chết cái nữa, dạ. Con không có gì. Em của cô chết rồi anh con của mình bị như vậy nữa. Đứng mà 4-5 đứa con nó ngồi quỳ lại mà nguyên từ sáng tới chiều. Em cô nằm đó, 4-5 đứa cháu cô quay thì cha nó, cô chảnh cô nằm, cô bắt không còn nổi cái gì nha. Cô cũng có xem hả? Ừ. Không khi mà anh Lực bị như vậy thì cô đâu có về được đâu. Ừ. Cô về được chỉ xem trên mạng. Ấy đau thương gì đâu. Chào cô ha. Cảm ơn. Dạ. Thì hôm nay thì con đến đây để thăm anh Lực, một trong hai nạn nhân cái sự việc vừa rồi xảy ra tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng đó cô. Dạ, cô là mẹ của anh Lực hả cô? Phải con. Dạ. Rồi cô cho con hỏi là tình hình sức khỏe của anh bây giờ như thế nào rồi cô? Cũng đi về có miếng mà con ăn có chút gì đó. Dạ. Con nghe nói là cô chú làm trên Bình Dương hả? À, Bình Dương gì ạ? Dạ. Rồi hôm đó là ai báo tin cho cô biết là thằng em cô có cô á, thằng em bạn gì á, nó điện lên cho cô, dâu cô điện mà nó quá trời rồi nó không còn biết gì, cái đầu nó cúp máy rồi, em có cô mới điện lên cho cô, cho chú ha, chú điện cho cô chú. Dạ. Chú tăng ca 8 giờ chú mới về cho cô hay. Dạ. Nói á, bây giờ nó chém lên chứ cả đùm ở dưới mẹ mày ơi. Nó trời ơi trời nữa tới nữa rồi. Đó gần hồi rồi chú mày nói vậy, gần hồi chú nói á, là thằng nhí con hay thiện nó chém thằng nhí thằng Út con gì tư chết queo rồi. Dạ. Thằng trai mình thì chở cấp cứu hấp hối nữa. Rồi đó lúc đó rồi cô té cô xỉu. Rồi, rồi cô không còn biết cái gì nữa hết trơn á. Đó. Đó rồi con gái Út của cô mới kéo cô, đó mới cạo gió rồi nó nặng gió cô mới tỉnh lại. Dạ. Tỉnh lại rồi cô mới điện lại cho thằng em thứ bảy là 7 thứ 6 cháu uống đó. Rồi nó hỏi sao giờ lực con chế sao vậy, nói giờ là bác sĩ nó còn chỉ có 50% mà. Rồi, đó rồi cô mới té xỉu, cô xỉu một cái nữa. Xỉu nữa. Là cô không còn cái gì nữa, cô biết hết trơn rồi, giờ cô đứng là cô chết đứng luôn rồi. Dạ. Rồi cô mới tỉnh lại rồi xe nó lại mới điện cô mới ra, cô với chú mới ra đi về. Vì là tới nhà thương là 6 giờ sáng rồi cô lên đó rồi cô mới thăm, mà thăm được 2 ngày mới được lên thăm. Mà con chọt bố vệ là một người lên là 100.000 rồi cô mới lên được. Đó rồi chú con nó ổng nóng hơn hết trơn rồi cô mới lại năn nỉ bố vệ. Nói bởi vậy giờ như con có cô bị vậy đó mà giờ cha mẹ Bình Dương mới về mà không lên thăm được rồi con giờ thông cảm cho cô đi. Thằng cho cha nó thăm rồi lần cho cha thấy mặt cha Bình Dương mặn. Dạ. Rồi mới nói nhỏ vừa nói nhỏ bởi vậy mình mới chụp tay bởi vậy cô mới lòn tiền đó mới lên được. Đó rồi chú mới lên rồi thăm được rồi chú con mới đi xuống xe 8 giờ chú mới lên Bình Dương chú làm cô quá lời nuôi. Rồi lúc đó là cô khi lên là gặp anh Lực rồi, có vết thương ảnh như thế nào vậy cô? Vết thương cũng còn chưa có mai bị mai chút chăng đó con, chưa có mổ thuật của Bình Cần Thơ. Đó rồi đầu mới còn vết thương mai mà còn ra máu gỉ vậy nè. Rồi đó rồi cô mới hỏi bác sĩ nó, cô bác sĩ ơi vết thương của con em vậy đó, giờ rồi sao mổ xuống sớm giùm em đi. Rồi bác sĩ mới nói là để theo dõi chị ơi, để 2 bữa nó đi rồi mổ thuật. Đó rồi bữa hổm là bữa thứ 3 nó cho hay là kêu đóng tiền 8 triệu, cô đi đóng tiền 8 triệu rồi nó tới chiều 2 giờ rưỡi nó bên ra mổ. Mổ rồi tới 7 giờ nó mới đẩy ra. Bây giờ bác sĩ cho xuất viện thôi cô. Dạ, hả? Bác sĩ cho xuất viện con. Rồi nói có tái khám hay là như thế nào? Khám ba tay đi tái khám nè. Là vết thương bác sĩ kết luận là như thế nào vậy cô? Nói là về cũng tốt rồi, về đi rồi tới ba tay đi tái khám rồi nó thể nào lại nữa còn sao, nó có trở lại vết thương rồi chị gì không đó. Rồi bác sĩ điều trị lại. Giờ cô hay khi mà hay tin thì cô với chú là chạy thẳng về Cần Thơ. À chạy thẳng Cần Thơ. Cô bao xe gì á? Dạ. Anh Lực là có đông anh em không vậy cô? Có ba anh em mà con anh Lực thì thứ hai, cô còn hai đứa gái cũng bằng chung với cô chảnh á. Ừ. Cái người mà gây ra cái sự việc này là cô có biết người đó không? Anh đó đó. Cô thì cũng ở sớm mà. Cô cũng quen luôn. À, cũng bà con nữa. À. Thì ông ngoại nói với ông ngoại có cô là chúng mất thuộc đó. Ồ, là cũng nói chung là cũng bà con. Bà con đó, mà nó làm vậy đó con ơi. Nó cố tình ở qua chém con cô. Chứ không phải chém thằng em cô. À. Đó rồi cô chém đứt này cái thằng con cô nó sợ nó chạy đi. Nó chạy nó trốn. Rồi thằng em cô nó mới thấy quá trời để nó chạy ra nó trời ơi nhí ơi mày với thằng Lực cũng cô cậu bạn gì không bà con không mày làm gì dữ vậy nhí. Đó rồi nó phớt ngang lại nó chém thằng em của cô đó. Không phải có chuyện gì mà lớn lao ở đâu. Cố tình con ơi thằng này nó cố tình. Dạ. Cố tình là qua nó giết con cô chứ không phải giết thằng em cô.
Vậy là anh Út á là em thứ mấy của cô? Bạn gì? Em bạn gì? Bạn gì? Dạ. Rồi cô về nè. Qua nay thì cô có lời đẳng chưa? Cô vừa ghé taxi ghé lại là cô vô đốt nhang cho em cô liền, rồi cô giấy đồ này nọ cho nó. Rồi cô mới chở thằng Lực gì à? Dạ. Mấy ngày cô không có còn hồn vía gì nữa con ơi, không nào. Còn ngoài anh em được ta. Dạ. Ơi, dòng họ không đó mà nó làm đối xử nó làm gì đây không nói. Bác sĩ đó nó mổ rồi nó trời ơi con chị nó mạng nó lớn nó còn có chỉ một nhem nữa thôi là nó theo cậu nó luôn rồi còn có tí ti nó thôi là chết á. À cái độ sâu á. Độ sâu á còn có một nhem đó bác sĩ nó một nhem đó tại vì cô chị với anh thù ở đời có đức dân bà đức con cô chị mấy vị đó. Dạ. Cái sự việc mà chấn động mà một cái chấn động cái xứ luôn á con ơi tỉnh luôn. Là cô đi làm ở trên đó vậy cô chú có hay thường về đây không? Tới Tết cô mới về con ơi bị mặn là năm nay từ bệnh giờ nó thất thường quá à. Ờ. Công ty thất thường quá trời rồi không có tiền gì à. Bữa đó cô về cô cũng có tiền đâu mượn em Út ở chảnh á bác tử đâu có tiền trong túi đâu mượn em Út rồi về lấy cái xe cái lượt con đi cầm thêm 6 triệu nữa đó. Rồi ơi. Đó chị đó. Để đi lo cho con đó chứ bác tử cô đâu có tiền bị lên mặn mất bên rồi từ Tết rồi bệnh tới giờ mặn công ty nó hàng không đi được đó. Dạ. Rồi không có tiền bạc tháng lãnh có 4-5 triệu vậy con rồi xây sở không đủ. Từ khi mà xảy ra sự việc đó là bên phía bên cái người mà gây ra đó có đến thăm hỏi gia đình điện có hỏi điện cho cô hỏi thăm rồi vợ nó hôm qua nó qua cũng nó bệnh nó vợ nó gầu nó bệnh nó nói chuyện cô không được nó thôi giờ cũng đi về lo bệnh đi vô nước biển gì đi rồi chuyện chị em mình cũng từ từ mà để mình thinh minh thinh nha chứ vợ chứ không có làm khó được. Dạ. Rồi nó mới nói thôi đi để em về em chích đi rồi hai bữa em qua. Ồ, rồi cũng có qua đây rồi à, có qua đây rồi con cũng quen biết rồi bà con không đó mà làm cái cách đối xử nó đối làm cái gì đó. Ở người dân thì cô không tức. Cô có nghe Lực kể là cái sự việc như thế nào mà gây ra như vậy không cô? Xích mít hay là như thế nào cô? Cô có nghe cô không có nghe cô không việc rồi cô bây giờ mấy ngày cô mệt cô không có hỏi công việc đó rồi tính để cho công an nó vô điều tra anh hai cho anh Lực con á. Rồi công việc đó gì rồi cho anh hai con với công an nói chuyện. Dạ. Chứ cô bị Bình Dương cô về cô không gành công việc đó mình nói thầm bậy thầm bạ thì mất công nữa. Dạ. Chứ tự nhiên vậy cái sự việc cho dù như thế nào cũng không có nên thì đó không có nên mình nói không có nên mình giết kiểu đó được con ơi. Cố tình nữa qua nó chém cô cho chơi con cô cho chết chứ không phải giết cậu nó. Dạ. Rồi thằng con cô thì nó chạy đó chạy thoát đó. Con thì cô mà chút xíu này thì cũng đi nữa gọi nhiếp một tí đó hả. Dạ. Rồi lúc trước là cô đi làm thì lâu chưa cô? Đi Bình Dương cô chú? Đi có mấy năm rồi con. Ồ, nhà mình ở đâu? Nhà dưới này nè. Nhà cô chưa có nhà chứ, ngày cậu Sáu nè, Sáu Quấn á, nó cắt nhà đặng nó để là nhà đồ đạc, nó để cho cô ở đỡ nè, ở đậu nó nè. Rồi cô chưa có tiền cô cắt á, mẹ nói thôi chứ chưa có tiền thì em vợ em về đặng cắt nhà tường rồi chế để nhà này cho chế ở đó, ở đỡ thì nào chứ có tiền chứ cắt. Cô đi rồi cô để lại cho vợ chồng anh Lực ở. À, rồi cô đi ra chảnh bằng rồi để chồng hai chồng anh Lực ở đó. Anh Lực cũng mới đi mặn vậy rồi về giờ con thấy cậu Sáu nó để nhà nè rồi về đây coi nhà coi cửa. Dạ. Người ở đi rồi mẹ dẫn mẹ mặn. Rồi về đây con thấy đi mặn cái gì thì ai mướn gì mặn lấy thì cậu Út nó còn sống rồi đi kéo cá kéo đồ với cậu Út nó. Dạ. Ai mướn mặn hồ đi mặn hồ, ai mướn đầu học mía thì đi đầu học mía. Đang mặn trên Sáu đó đầu học mía đó rồi chuyện này vậy đó rồi giờ bỏ sợ ở chảnh đó. Đang mà mướn chảnh đó. Rồi anh có thường điện thoại hỏi thăm đồ cô không anh Lực á? Có. Anh làm gì? Anh chưa có con hả? Chưa cô, mới cưới 3 năm mà chưa có con đó nè con. Dạ. Quá thương tâm luôn. Cũng rất là may mắn với anh Lực. Bây giờ là cũng đỡ khỏe, dần khỏe đỡ rồi. Đó. Cô nghe rồi cô cũng xỉu lên. Cô xỉu lên hai chảo, giống muốn chết cô không còn được cái gì mà để con cô tâm thần để mãi chứ. Dạ. Thì lúc đó là cô cũng biết là em của cô là nốt rồi là mất rồi. Cô cũng biết luôn. Thì mà này dưới này em của cô là điện lên tấp nập cho cô mà. Cũng mới về cô về bữa đám cưới ra 18 tới này rồi đó. Là vì nó chí ơi năm nay anh em mình tổ chức 44 nhà chế bị anh Sáu mà để nhà chế tổ chức năm nay 14 ăn Tết năm vui vẻ anh em mình mời lại ăn vui vẻ năm. Dạ. Nói rồi vậy chế đi đi ghẹ nhà em kiếm khô kiếm cá mình rộng rồi Tết về chị em mình nhậu năm nhà chế năm bị anh Sáu để nhà cho chế ở thì vui vẻ là nhà chế năm. Dạ. Nói rồi cưng cái nhà kiếm cá với mặn khô đi rồi Tết về chị em mình vui vẻ năm. Dạ. Chưa chưa đi rồi. Thì nói chừng nào em có tiền em cắt nhà chế cho em mượn 10 triệu nghe. Cái thì chị cô cũng nói chơi nào mẹ em cắt nhà cho mình mượn 10 triệu chị em nó chơi qua lại vậy đó. Em cắt nhà chứ cho em mượn nghe nó. Thấy nhà của nó cũng khó khăn đông con nữa. Giờ mất đi rồi để lại vợ mấy người con nó dễ thương lắm.
Hiền lắm. Hiền thường là hai người, hai cô cháu ha. Hai cô cháu. Đi kéo cá rồi chung. Kéo cá chung thức đêm sáng đêm luôn. Rồi đi về rồi bán chia ra, rồi dụ được nhiêu thì chia ra cho cháu vậy đó. Đồng nghiệp nó thương con chị dữ lắm. Ăn miếng gì cũng để dành cho Lực điện Lực lại ăn. Dạ. Vậy là công việc của anh Lực hàng ngày cũng đi bắt cá để kiếm tiền giống như là cậu Út đó đẳng vậy đó con, ai mướn hầm hồ đi hầm hồ rồi vậy đó. Bị dưới này con thấy sai sai sổng dưới quê mình thì có vậy nhiêu đó nhiêu thôi đó. Không có ruộng đất. Không có ruộng đất gì hết trơn. Gia đình cô cũng khổ lắm con ơi, cô năm nay 55 tuổi rồi mà chưa có nhà cửa gì ở hết trơn. Mỗi lần Tết là cô về là về căn nhà của hồi lúc mà cậu Sáu còn ở đây chưa cắp đó thì cô về ngay nhà bà ngoại, nhà cậu Bảy cặp nhà cậu Sáu quấn nắng đó. Dạ. Là đi về rồi đầu anh em thì cô nâu đồ cúng ông bà vậy đó, rồi Hùng là anh em thì nhậu bữa một chơi vậy đó, rồi ăn ba bữa Tết thì mùng 8 thì cô đi rồi. Xong Tết cũng đi. Rồi giờ Sáu quấn để nhà cho cô thì năm nay Tết về thì tính nói với nó là Tết năm nay gì anh em họp để nhậu chơi đó. Dạ. Chơi chơi đi rồi đó. Từ lúc mà anh Lực á nằm ngoài bệnh viện mà thì ở nhà này có ai trông coi không cô? Cô đóng cửa đó con, đóng cửa hết trơn đi đó. Tới mấy ngày nay là về mới mở cửa. Mới gì hôm qua nay cô mới mở, cô mới dọn dẹp nhà nè, rồi về tùm lum tùm lê nước ngập hổm con thấy tới cột đó đó đó. Người anh Lực đi đó, mẹ ơi cái cảnh nhà con khổ quá, giờ nước ăn con muốn chết, cái giò con ngứa quá trời rồi. Dạ. Ở chảnh cô nghe con ở nhà sống mà nước ngập vậy rồi cô khóc, ở chảnh cô muốn chết. Thấy con như này khổ. Thấy con hả? Nước ngập rêu rêu bêu rồi nước ăn ngứa nữa. Dạ. Cô cũng giờ lớn tuổi mà vẫn 55 còn đi, nữa xin đi làm kiếm tiền. Chưa có nhà cửa chưa gì chưa có nhà gì trơn con ơi. Rồi con có vụ giúp được cô thì cô cũng ăn ơn với con. Nhưng mà anh Lực bị vậy đó, rồi cái bác sĩ có nói mà sau này mình làm việc nó có bị ảnh hưởng gì không con? À, không kêu đừng mặn nặng. Không mặn nặng được hả? Cũng nghe này nó hơi căng á. Bây giờ cái miệng anh Lực con nó hơi méo á. Con thấy là hai người bị cùng một vết thương là ngay cổ luôn. Ngay cổ luôn, bị thằng này nó nằm trên rồi cậu nó thị dưới này một chút. Anh là bị lấn lên cái miếng này nè, miếng này nó chiếu xuống cái cổ cổ ngay đây luôn nè. Lấn lên xương mặt. Lấn lên xương mặt được tí này. Thôi còn có một nhem nó là anh Lực con xuống như cũng xíu phập xuống chỗ phần mềm này là đi luôn rồi. Bác sĩ nói là còn có một nhem nữa thôi đó. Có đụng vô tới cổ họng không con? Thì nó nhem mà cũng như từ cái miếng này phải không? Nó chém xéo đây nó xuống như cổ ngay đây luôn nè. Thấy nó nước sâu xuống tới dưới đây. Nước sâu tới đây luôn à. Nước da ngoài. Bác sĩ nó nói chỉ quá một trời. Một là nó xuống cũng như không cộng dây cột nó đặng á. Ghê trời. Thế mà phải mà mạnh tay chút xíu nữa thì đó. Nó cũng đi luôn rồi, đi theo cột nó luôn rồi. Hai cậu cháu làm ngày một luôn à. Ảnh cũng từ cõi chết rồi, trở về. Đúng rồi. Rất là may mắn luôn. May mắn ông bà và độ hộ con. Cha mẹ đời có đức á. Chém nó là chém giống như cho chết luôn. Chém cho cố tình cho chết mà. Quá may mắn. Cái người mà chém á cô, khi mà tới mà chém anh Lực cũng như nút nẳng thì người có bình thường không hay là đã ăn nhậu? Có ngủ rồi. Dạ, có ngủ. Nó ngủ rồi. Anh nó nghe nói thường ngày thì cũng đi làm chung với anh em luôn á cô ha. Với Út với lại anh Lực luôn. Lúc trước thì chơi mà giờ thấy mỗi rám là mỗi nhậu là lại kiếm chuyện người ta không, rồi khúc này giờ không ai còn chơi với thằng đó nữa. Vô là kiếm cây không à. Thì chắc có rượu vô thì có tính như vậy. Bình thường thì cũng vậy đó, bình thường thì ấy không ấy, mà có rượu vô là mỗi mâm là vô là muốn kiếm uống buồn dài ly luôn, kiếm chuyện người ta không à. Rồi khúc này con thấy giờ không ai còn chơi với thằng đó trơn, rồi giờ nó không biết nó chơi đâu. Như vậy thì dễ xảy ra nhiều cái chuyện mâu thuẫn thì xích mích trong công chuyện. Né rồi mà né cũng không khỏi. Né không khỏi đó. Né rồi đó, né cũng không khỏi. Mà đi ra về rồi thằng con cô với con vợ nó đưa ra xe đàng hoàng nữa, nó cậu ơi qua cái cầu rồi cậu chạy từ từ nghe cậu. Đó tính là về nó ngủ không, không có ngờ nó lấy mã tấu ngồi nhậu như cô ngồi đây á, sao nó bóp tới thì sao mình còn đỡ kịp. Dạ anh Lực đưa ra xe đàng hoàng bị chỗ cái cửa vô cái chòi có anh Út con chết đó thì đưa ra lỗ đó. Dạ. Đưa hai chồng đưa ra xe kêu cậu ơi chạy từ từ nữa. Mà nó ngỡ lòng nào nó qua nó giết con cô vậy, nó chém con cô vậy đó. Trời ơi, trước đó không chứ phải là mít lòng mà cãi mà cậu cháu mà hồi mổ ra luôn đâu. Đưa ca xe đi về rồi con cậu cô còn dặn coi cậu ơi qua cậu chạy từ từ nó cậu. Đó còn vậy nữa đó. Cũng dặn sợ anh chạy xe cũng nguy hiểm á, khi mà đã uống rượu rồi. Tính là cậu cháu nói vậy thôi đâu có ngờ mà gì bả nó lấy cái mã tấu nó đặt lên mạng nữa chứ. Thôi cái đó nó bán lắm. Nó bán nó sáng giới luôn mà. Nó quắn vô cái miếng vải đen nữa, đâu có thấy bị chắc đó con thấy là 7 giờ rồi. Ủa, nó dài không con, nó dài không? Nghe mấy đứa nó nói chuyện ba da vậy nè, mà nó không sáng giới gì đó.
Chứ thật sự nếu như mà cái dao bằng cá nhà của mình á nha, giận quá mình lấy ra mình chém nó có không có đứt gì nhiều đâu. Đâu có đứt dữ gì đó, này cái nỏ tấu mà còn nặng chém là nó giật thịt của mình nó nhồi vô vậy thôi, lỡ nó đứt nó đứt cũng nhỏ à. Đường có chú đường cậu Út nó đặng con thấy đi quay đó chặt thẻ xe mà gớm lắm. Cô có xem được cái đoạn video mà có cô trên Bình Dương đó, trên nhà thương cô quay lại mấy người mà ta nằm đó, ta bắt thử đó, nó trời vụ án này ở đâu mà quá trời vậy trời. Rồi cô mới nói ra kể như vậy đó, ta nói trời bộ em chị hả nó người ta kêu trời không. Không ai thấy cái video đó cũng đều mà đều cũng sửng sốt, ai cũng kêu trời cho ai cũng của thằng đó hết trơn. Đâu mà vết thương mà tới mà bàn tay lọt vô trống còn được. Lọt tay rồi đứt cổ mà. Dạ. Thì anh lựa con hổm là nhau chút chăn mai là cũng thà hẻ ra vậy đó. Chuyển cái chăn mai rồi xong mới chuyển đi luôn. Rồi chút chăn nó không có làm được rồi mới chuyển Cần Thơ. Đánh động luôn, quá sợ cả nhà. Thiệt tình con ơi dặn này. Hôm nay thì đến đây để thăm gia đình, tìm hiểu như là xem coi cái hoàn cảnh gia đình như thế nào. Cảm ơn cô nha. Thì cô cũng cảm ơn hai ba con. Thì cho hỏi chị. Dạ thì vừa rồi mấy anh em và tụi em cũng mà gặp trực tiếp anh Lực như là hỏi thăm về sức khỏe của anh hiện tại bây giờ như thế nào cả nhà. Thì qua cái vụ việc mà anh Út với anh Lực là hai nạn nhân bị chém trúng vào cổ, thì cậu của anh Lực đã bị mất, được chôn cất mấy ngày nay rồi. Bây giờ anh Lực cũng đã hồi phục sức khỏe. Thì đây là cái tổng quan của căn nhà hai vợ chồng anh Lực sống ở dưới quê ấp Mỹ An, xã Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Thì thông qua video này em cũng rất là mong mà nhờ những sự giúp đỡ của quý khán giả cũng như là Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã thấy những cái hoàn cảnh như thế này thì hãy giúp đỡ cho gia đình anh. Dạ thì em cũng rất là cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ đến đây thì video của em cũng khá là dài, em cũng xin được kết thúc video tại đây và cũng rất là mong sẽ gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo của em. Xin chào và hẹn gặp lại.